nay mình rất vui được gặp lại và giới thiệu cho các bạn một body có chất lượng ảnh cực kỳ xuất sắc được các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới sử dụng và không tiếc lời khen ngợi. Đó là Canon 5D Mark II. Body full frame này được sản xuất vào tháng 12 năm 2008 và đã được Canon ngưng sản xuất vào tháng 12 năm 2012. Do đó hiện tại các bạn khó thể tìm được một cái máy mới 100%. Có chăng thì giá nó cũng rất là cao. Ở thời điểm hiện tại, body 5D Mark II các bạn có thể tìm thấy ở trường máy ảnh cũ sẽ tương đương với giá của Canon 6D Sightline. Tùy theo tình trạng, máy nó có thể dao động từ 19 cho tới 26 triệu, một cái mức giá khá là hợp lý. Về kích thước và hình dáng bên ngoài, các bạn có thể thấy Canon 5D Mark II rất giống với người Anh, đó là 5D Mark I. Tuy nhiên trọng lượng của 5D Mark II nhẹ hơn. Ngoài khả năng hỗ trợ quay phim Full HD chất lượng rất tốt ở bản phim quay gốc, thì nếu các bạn cài Magic Lantern, các bạn có thể mở rộng chức năng 5D Mark II cho phép bạn quay RAW file 2K. Chất lượng phải nói là cực kỳ xuất sắc. Ta có một cảm biến full frame 35mm kết hợp với bộ xử lý DKIT 4 cho tốc độ của máy đạt 3,9 frame trên giây. Nhanh hơn người Anh 5D Mark I 0,9 frame. Cạnh trái là nút menu, picture style, info, play, thùng rác. Còn xoay lớn, ở giữa là nút set. Joystick rất tiện lợi. AF on chức năng lấy nét. Hai nút zoom kiêm luôn chức năng của chọn điểm lấy nét và khóa sáng. Cạnh trên là nút thay đổi chức năng chụp, rất là giống với Canon Mark I. Chúng ta có 3 chế độ Creative, chế độ phơi sáng trên 30 giây, M manual, AV aperture value priority ưu tiên khẩu độ, TV Time Value Priority ưu tiên tốc độ, B Program, CA và Full Auto. Bên phải là màn hình phụ với nút mở đèn nền và ba nút còn lại mỗi nút đảm nhiệm hai chức năng. Chế độ đo sáng, cân bằng trắng, chế độ lấy nét, kiểu chụp, ISO, cường độ flash. Trước chúng ta có duy nhất một micro, do đó Canon 5D Mark II chỉ cho phép quay phim với âm thanh mono. Sensor hồng ngoại dùng để nhận tín hiệu remote, nút tháo lens và xem trước độ sâu trường ảnh. Cuối cùng chúng ta có một khe thẻ nhớ tốc độ cao CF, viên pin 1800 mAh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chức năng của menu. Đầu tiên là quality, thiết lập kích thước ảnh dạng RAW hay JPEG. Biết báo âm thanh khi lấy nét hay không. Shoot without card, cho phép chụp khi không có thẻ nhớ hay không. Review time, thời gian xem lại hình sau khi chụp. Peripheral illumination correct, sửa lỗi tối bốn góc của lens. Exposure compensation, độ bù sáng. Và nếu chúng ta xoay cái vòng xoay nhỏ ở phía trên thì nó sẽ tách ra làm 3 cột, cho phép chụp 3 tấm với 3 mức bù sáng khác nhau. Sau đó các bạn có thể hậu kỳ để ghép lại tạo thành một ảnh sáng đều HDR, High Dynamic Range, White Balance, cân bằng trắng. 5D Mark II cũng cho phép chúng ta cân bằng trắng với nhiệt độ màu Kelvin ấn định thủ công. Custom White Balance, cân bằng trắng bằng Raycard 18%. White Balance Shift, dùng để tăng giảm từng màu riêng biệt. Color Space, hệ màu. Picture Style cho phép chúng ta tùy chỉnh các thông số liên quan tới độ nét, độ tương phản, độ bão hòa màu, tông màu tùy theo ý thích và tình huống chụp. Just Delete Data cho phép máy nó sẽ tự động xóa những cái điểm dơ do bụi trên sensor hoặc là trên lens gây ra. Tiếp theo là Protect, khóa những bức ảnh quan trọng không cho xóa. Rotate, xoay ảnh. Erase, xóa ảnh. Print Other, in ảnh trực tiếp từ body. Transfer Other, chuyển dữ liệu thông qua cáp. Tiếp theo là Highlight Alert, cho phép máy nó báo cái điểm cháy sáng khi mà chúng ta xem lại hình hay không. AF Point Display,
báo cái điểm lấy nét nào được sử dụng trong lúc chụp hình. Histogram, biểu đồ ánh sáng. Slideshow, trình chiếu hình. Image jump, cho phép chuyển qua bao nhiêu tấm khi chúng ta xem lại hình bằng cách xoay cái vòng xoay. Tiếp theo là auto power up, tự động tắt máy sau bao nhiêu phút không sử dụng. Auto rotate, tự động xoay lật ảnh khi chúng ta chụp máy đứng. Format thẻ nhớ. File numbering, thiết lập tăng số thứ tự của file ảnh. Select folder, chọn folder để lưu ảnh. LCD brightness, tăng giảm độ sáng của màn hình. Thay đổi ngày giờ, language, ngôn ngữ. Sensor cleaning, thiết lập vệ sinh cảm biến tự động. Live view, movie function setting, một số thiết lập liên quan tới màn hình live view và quay phim. Live view, movie function setting, một số thiết lập liên quan tới màn hình live view và quay phim. Cho phép sử dụng màn hình live view hay không. Read display, hiện đường kẻ chia bố cục ảnh. Silent shoot, các chế độ chụp ảnh yên lặng cần thiết cho chúng ta trong môi trường chụp ảnh, cần hạn chế cái độ ồn do màn trập và gương lật gây ra, như các buổi hòa nhạc hay hội họp chẳng hạn. Metering timer, cho phép cái thông số đo sáng xuất hiện trong bao nhiêu giây. AF mode, chế độ lấy nét thì ở chế độ màn hình live view. Chúng ta có quick mode là chế độ lấy nét sử dụng hệ thống lấy nét theo pha. Ưu điểm là nó sẽ lấy nét nhanh hơn. Tuy nhiên, cái màn hình live view trong lúc lấy nét sẽ bị tối đen. Live mode là chế độ lấy nét theo độ tương phản. Cuối cùng là chế độ lấy nét theo độ tương phản có nhận diện khuôn mặt. Movie recording size, thiết lập chất lượng của phim. Chúng ta có tối đa là độ phân giải HD 1080 25 frame trên giây. Sound recording, thiết lập âm lượng. Chúng ta có cả chế độ tự động và chế độ manual, thiết lập tai rất là hữu dụng, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà quay phim ở trong cái môi trường mà quá ồn, thì nếu các bạn không có cái chế độ này, âm thanh bạn thu được sẽ rất là rè. Và ngược lại, nếu mà các bạn quay trong môi trường âm thanh quá nhỏ thì các bạn có thể kéo cái phần âm lượng này, nó sẽ khuếch đại cái âm thanh lớn hơn, rất tuyệt vời. Các bạn để ý cái vạch này, nếu nó tăng lên tới cái mức màu vàng trở lại thì vừa, còn nếu mà tăng lên màu đỏ nó đã bị nhiễu rè. Tiếp theo là battery information, chúng ta sẽ thấy được thông tin của cái viên pin hiện tại đang còn bao nhiêu phần trăm, số tấm ảnh chụp được từ lần sạc và cái độ chai của pin ở mức nào. Info button, thiết lập chức năng của cái nút info. External speedline control, thiết lập chức năng của đèn flash rời. Camera user setting, thông tin của người sử dụng máy. Clean setting, reset lại chức năng trở về tình trạng mặc định bản firmware đang sử dụng. Và cuối cùng ở đây chúng ta có một số cái thiết lập chi tiết liên quan tới độ bù sáng, khử noise tự động, đèn hỗ trợ lấy nét. Thiết lập chức năng của nút set là cái nút ở giữa cái vòng xoay lớn. Chức năng của nút chụp và cái nút AF. Đây là loại focus ring đang sử dụng. Và reset cái nhóm chức năng này trở về trạng thái mặc định. Cuối cùng là cái nhóm chức năng ưa thích. Bạn có thể kéo cái chức năng nào đó bạn hay sử dụng ra ngoài đây để tiện lợi cho bạn. Nhanh chóng bạn có thể truy xuất vào chức năng đó mà không cần phải qua nhiều thao tác. Giống như mình đây, mình thường sử dụng chức năng Mirror Lockup, khóa gương lật, mình sẽ đưa nó ra đây. Ok, vậy là mình đã hoàn thành cái bài giới thiệu cũng như chức năng của Canon 5D Mark II, mẫu body mà mình rất thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy có ích, các bạn đừng quên share, like và theo subscribe channel của mình để theo dõi những clip tiếp theo. Thân mến, chào các bạn và hẹn gặp lại.